khoa học Root Membrane đợt này á, nó có những cải tiến cũng như có những ứng dụng và những cái kỹ thuật, nó có sự thay đổi về cái cách làm cũng như về cái trang thiết bị vật liệu. Cái mẫu hàm để thực hành á, là được làm bằng chân răng thật, có nghĩa là sử dụng chân răng thật sau khi sửa soạn nồi nha và chôn vào trong cái mẫu hàm. Đó là một cái loại hình xương mà giả lập, có nghĩa là được cá nhân hóa trên từng cái chân răng, nó tương tự giống như cái cấu tạo xương thứ hai như vậy đó. Chân răng á, là nó khớp với nhau và được chôn vào trong cái xương, và nó làm được một cái mô mềm giả lập bằng silicone. Thành ra khi mà chúng ta tiến hành với cái kỹ thuật này thì nó sẽ đem cái cảm giác đó, từ lúc ban đầu, từ lúc chẩn đoán, từ cái kỹ thuật mài, kỹ thuật đặt implant, bảo vệ mô mềm, bảo vệ màng chân răng sẽ gần giống như là thật. Từ đó sẽ đem tới cái cảm giác thực hành cho bác sĩ, sau học xong đó, thì sẽ về và có thể ứng dụng ngay và hiệu quả thực tế nhất. Từ đó bác sĩ có thể về gặp những ca lâm sàng và nó có cái tính ứng dụng là có thể áp dụng được ngay và luôn được. Ngoài ra thì trong khoa học thì nó sẽ áp dụng một cái nguyên tắc, đó là thực học, thực chiến. Thành ra là trong cái khoa học này ứng dụng rất nhiều kỹ thuật khác nhau và nhiều cái tình huống khác nhau, nó đa dạng và làm cho người bác sĩ sẽ có một cái gọi là nhìn nhận thực tế, nó gần sát với những cái tình trạng lâm sàng mà bác sĩ sẽ phải gặp trên thực tế của phòng khám của mình. Ngoài ra thì do cái tính chất của cái lớp học, đó là sao là để cho bác sĩ có thể thực hành ngay được, thành ra đã được mô phỏng và làm trên cái mô hình thực hành á, nó sát với thực tế nhất. Và những cái mô hình này á, nó được sao chép từ những cái thực tế, những cái ca lâm sàng. Thành ra trong lớp học á, thì các bác sĩ sẽ được theo dõi và được quan sát cái quy trình thực hành tất cả các cái dạng lâm sàng để làm sao có thể với cái phòng khám của mình á, cái thực tế lâm sàng của mình á, có thể áp dụng ngay và luôn được.